Diễm Loan xin chào quý vị khán giả của chương trình Bác sĩ của bạn. Chúng ta lại gặp nhau để có thể chia sẻ những thông tin về vấn đề sức khỏe rồi ạ. Thưa quý vị, khi nói về bỏng thì có lẽ nhiều quý vị chỉ cho rằng đó là những cái tổn thương nhẹ thôi, nó nóng rát thôi. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, thật sự bỏng có nhiều cấp độ khác nhau và có những cái tình trạng bỏng vô cùng nguy hiểm. Nó làm cho những cái tế bào ở xung quanh bị ảnh hưởng hoặc là bị tổn thương rất là sâu. Vậy thì khi bị bỏng, chúng ta cần xử trí như thế nào? Những thông tin liên quan đến tình trạng bị bỏng, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị ngay bây giờ qua phần chia sẻ của bác sĩ Lê Vi Anh. Xin chào bác sĩ ạ. Xin chào tất cả khán giả của chương trình Bác sĩ của bạn. Xin chào Diễm Loan. Thưa bác sĩ, vậy thì có những cái nguyên nhân nào dẫn đến chúng ta bị bỏng ạ? Các cái nguyên nhân gây bỏng thì chúng ta thấy là có rất là nhiều các cái nhóm nguyên nhân, tuy nhiên có thể khái quát thành bốn cái nhóm nguyên nhân chính. Nhóm nguyên nhân thứ nhất là nhóm bỏng do nhiệt. Nhiệt thì có bỏng do nhiệt khô, bao gồm là do bỏng lửa, bỏng do kim loại hay là bỏng do các cái khi mà tiếp xúc với những cái vật mà nóng. Kế tiếp đó là bỏng do nhiệt ướt. Bỏng do nhiệt ướt thì có thể là do bỏng hơi nước hay là bỏng do dầu mỡ đang nấu sôi hay là các cái thức ăn. Và kế còn đó nữa là một cái bỏng do nhiệt lạnh, là bỏng do cái nitơ lỏng. Nhóm kế tiếp có thể kể đến là nhóm bỏng do điện, bao gồm là bị bỏng do tiếp xúc với nguồn điện hay là tiếp xúc do bị sét đánh. Và kế tiếp nữa đó là cái nhóm bỏng do hóa chất, bao gồm do bỏng axit, những cái axit như là axit sulfuric hay là axit nitric, và bỏng do bazer. Chúng ta có thể nghe được cái bỏng mà do vôi mà khi mà đã nóng sôi thì cũng là một cái trường hợp do vừa bỏng hóa chất và vừa bỏng do nhiệt. Còn một cái nhóm cuối cùng là cái nhóm bỏng mà rất là ít gặp trong cái cuộc sống hàng ngày, đó là bỏng do các cái tia xạ hay là tia hồng ngoại và tia tử ngoại. Dạ, như vậy thì nguyên nhân thôi cũng đã có rất là nhiều lý do khiến cho một người bị bỏng rồi. Vậy thì bỏng hình như là được chia thành nhiều cấp độ khác nhau đúng không bác sĩ? Đúng rồi. Dạ, mình sẽ chia ra như thế nào và cái cấp độ bỏng nào được xem là nguy hiểm nhất ạ? Viện Bỏng Quốc gia đã chia ra làm 5 cái cấp độ bỏng. Cái cấp độ bỏng đầu tiên đó là bỏng ở trên cái bề mặt, chỉ là một cái tình trạng viêm cấp và đỏ da thôi. Cấp độ thứ hai là cấp độ bỏng ở cái lớp thượng bì của da. Và cấp độ thứ ba là cấp độ bỏng ở cái lớp trung bì của da. Cấp độ bỏng thứ tư là cái cấp độ bỏng khá là nặng, đã bỏng hết toàn bộ cái lớp da. Và cấp độ cuối cùng là cái cấp độ bỏng vừa hết cả cái lớp da và đi sâu xuống dưới, tức là cả các cái mô ở dưới da cũng như là cái trong phần nội tạng. Dạ, vậy thì cái cấp độ cuối cùng, cấp độ thứ năm chắc là nguy hiểm nhất đúng không ạ? Khi mà chia ra cái cấp độ nguy hiểm thì người ta còn xét đến nhiều cái yếu tố khác nữa. Ví dụ như một cái trường hợp mà bỏng được cho là nguy hiểm khi mà cái diện tích bỏng bắt đầu trên 25% diện tích của toàn bộ cơ thể. Và cái diện tích bỏng sâu có nghĩa là bỏng ở cấp độ 4 và 5 chỉ cần trên 10% cái diện tích của cơ thể. Ngoài ra còn có xét đến các cái yếu tố đi kèm như là bệnh nhân đó có các cái bệnh nền cũng như là bệnh nhân lớn tuổi, hoặc là bệnh nhân đó bỏng ở những cái khu vực nguy hiểm như là khu vực ở cái đường bỏng ở trong đường hô hấp, hay là bỏng ở những cái khu vực đầu mặt cổ, hay là bỏng ở những cái bộ phận sinh dục mà cái mức độ bỏng nó sâu. Dạ, như vừa rồi chúng ta xem trong cái phần tiểu phẩm với bác sĩ thì Loan thấy là những nhân vật của chúng ta thì chỉ bỏng nhẹ thôi. Nhưng mà cái cách xử lý của họ thì lại là vấn đề chúng ta cần bàn. Bà Hương cho nước mắm vào trong cái vị trí bị phỏng. Còn có kem đánh răng nữa. Dạ, rồi đúng là dân gian mình nào là dùng kem đánh răng, nào là dùng mỡ động vật vân vân. Thì những cái cách xử trí đó theo bác sĩ đánh giá thế nào ạ? Những cái cách xử trí đó thật sự là những cái cách xử trí mà nó không đúng theo y học. Dân gian thì vẫn cứ hay là đưa cái kem đánh răng lên trên cái da khi mà sau khi bị bỏng, để cái cảm giác mà mát lạnh của kem đánh răng đó nó sẽ làm dịu xuống. Tuy nhiên đó là cái cách xử trí hoàn toàn không đúng. Bởi vì trong kem đánh răng thì có một cái tính kìm nhẹ, và cái kìm như lúc nãy chúng ta vừa chia sẻ cũng là một nguyên nhân gây bỏng. Chính vì vậy mà sẽ làm cho cái vết bỏng đó trở nên có thể nặng hơn. Rồi kế tiếp thì bà còn đưa cái nước mắm để mà trên cái vết bỏng. Cái nước mắm đó có khá là nhiều protein, nó gần như cũng là một cái môi trường để dễ cho vi khuẩn sinh sôi và nảy nở thêm. Khi mà chúng ta có một cái vết bỏng mà cái cách xử trí nó không có được hợp lý như vậy, nó sẽ làm trì hoãn cái thời gian vàng khi mà chúng ta xử lý bỏng. Nếu như mà một cái tình trạng bỏng nhẹ mà đã qua cái thời gian vàng xử lý, thậm chí có thể sẽ dẫn đến nhiệt độ đi sâu xuống hơn và làm khiến cho tình trạng bỏng trở nên nặng. Và từ những cái tình trạng bỏng nhẹ độ 1, độ 2 có thể chuyển sang độ 3, độ 4. Dạ, như vậy thì cách xử lý đúng khi bị bỏng sẽ là nên làm gì ạ? Đầu tiên là chúng ta phải phòng tránh để không có tình trạng bỏng xảy ra, đúng không ạ? Những cái yếu tố mà chúng ta vừa
chia sẻ những cái nguyên nhân gây bỏng đó thì chúng ta sẽ phải rất là cẩn thận, rất cẩn thận với các cái yếu tố như là nhiệt độ, như là điện, cũng như là các cái hóa chất như axit, như bazơ, phải có những cái đồ mà chứa thật là cẩn thận và đúng theo cái tiêu chuẩn. Kế tiếp, khi bỏng đã xảy ra rồi thì chúng ta sẽ có những cái cách xử lý rất là nhanh và chính xác. Như đầu tiên là cần phải loại bỏ hết tất cả những cái tác nhân gây bỏng. Nếu như có quần áo đã bám ở trong người mà cái quần áo đó vẫn còn gây bỏng thì lập tức phải loại bỏ nó ngay. Nên là sử dụng các kéo để mà cắt cái phần quần áo đó đi, cũng như là những cái loại quần áo mà nó đã dính vào trong da rồi thì chúng ta sẽ để nguyên và để ở bệnh viện sẽ xử trí. Kế tiếp, chúng ta cần phải loại bỏ những cái vật mà siết chặt như là nhẫn, như là giày dép hoặc là những cái vòng đeo để mà làm rộng những cái vùng bị bỏng để mà bác sĩ sẽ dễ xử trí hơn sau đó. Sau đó chúng ta lập tức làm lạnh cái vùng bỏng bằng cái nước lạnh khoảng tầm từ 10 đến khoảng là 25 độ thôi, và liên tục như vậy trong vòng 15 phút để khi mà cái bệnh nhân không còn cái cảm giác đau rát nhiều nữa thì bắt đầu mới ngưng, và sẽ phủ và che sạch cái vùng bỏng bằng cái gạt sạch và đưa tới bệnh viện. Dạ, nhưng mà trong cái trường hợp mà ví dụ bỏng mà nó hơi sâu rồi và thậm chí là lộ cái phần dưới biểu bì ra thì mình có phải tiếp tục dùng nước để mà làm lạnh không ạ? Vì nhiều người khá là sợ, không có dám làm ạ. Chúng ta vẫn phải nên làm lạnh, tại vì khi mà làm lạnh như vậy sẽ làm giảm cái nhiệt độ trên bề mặt và làm giảm cái nhiệt độ đi sâu thêm vào nữa trong cái vết thương. Và sau khi làm lạnh khoảng tầm 10-15 phút thì chỉ cần đắp những cái gạt sạch và vô khuẩn lên trên cái vết thương đó thôi và lập tức là đưa đến bệnh viện. Thì thật ra tại bệnh viện sẽ có các cái cách xử trí tùy theo cái mức độ bỏng. Trong những cái trường hợp bỏng nhẹ thì bác sĩ sẽ hướng dẫn cho cái cách chăm sóc vết thương tại chỗ nè, và cho những cái loại kháng sinh giảm đau khi cần, thậm chí là những cái loại kháng sinh để thoa để cho, và những cái loại thuốc để thoa cho dịu da, và có thể chích ngừa uốn ván hoặc là thêm những cái loại thuốc uống khi cần. Còn trong những trường hợp mà đã bỏng quá nặng, quá sâu rồi thì tại bệnh viện sẽ có các cái cách xử trí ưu tiên. Đầu tiên sẽ là cái cách xử trí ở toàn thân, hồi sức về hô hấp cũng như là giữ để mà chống sốc cho bệnh nhân chống sốc. Kế tiếp sẽ là cái chăm sóc ở vết thương. Còn trong những trường hợp mà quá nặng, thậm chí là đã sâu tới xương hoặc là mô đã bị hoại tử thì có thể còn phải cần cắt lọc mô cũng như là cắt ghép da tại chỗ. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ rất là nhiều đã dành thời gian đến với chương trình Bác sĩ của bạn ạ. Xin cảm ơn Diễm Loan cũng như cảm ơn tất cả các khán giả đã đang xem chương trình Bác sĩ của bạn. Vậy thưa quý vị, bỏng là một cái vấn đề mà chúng ta hoàn toàn có thể gặp phải trong cuộc sống. Vì vậy mà chúng tôi mang đến trong chương trình Bác sĩ của bạn và còn rất rất nhiều những cái thông tin về các căn bệnh khác nữa sẽ lần lượt được giới thiệu vào lúc 7 giờ sáng trên kênh HTV9 trong chương trình Bác sĩ của bạn. Quý vị nhớ tiếp tục đón theo dõi nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.